trường mầm non chúng em vào lớp 1. Từ hôm nay chúng em luôn chăm ngoan học tốt, để thầy cô khen, cha mẹ vui lòng. Bạn ơi hát lên, chúng ta cùng nhau vui mùa ca. Xin chào mừng tất cả các em đến với giờ học âm nhạc môn âm nhạc lớp 1 của bộ sách Cánh Diều. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Các em thân mến, trong chương trình môn âm nhạc lớp 1 thuộc bộ sách Cánh Diều, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề thứ nhất, Tổ quốc Việt Nam. Và trong tiết 1 của chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, hát lá cờ Việt Nam. Nội dung thứ hai, một số yêu cầu khi hát. Và nội dung thứ ba, trải nghiệm và khám phá, vận động theo tiếng đàn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất, một số yêu cầu khi hát. Khi hát, tư thế hát của mình, đứng hoặc ngồi đều phải ngay ngắn và tự nhiên, không gò bó. Hát với gương mặt rạng rỡ, tươi tắn. Hát đúng cao độ, trường độ và quan trọng nhất là hát rõ lời. Biết cách lấy hơi, duy trì tốc độ ổn định khi hát. Và cuối cùng, mình hát phải có cảm xúc, biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hòa trong bài hát đó các em ạ. Các em thân mến, trong mỗi một giờ học hát hoặc là ôn tập bài hát, điều không thể thiếu giúp chúng ta hát hay hơn, đúng cao độ, trường độ và thể hiện đúng sắc thái bài hát, đó là chúng ta sẽ luyện thanh. Vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện thanh theo mẫu âm mi, ma, từ thấp lên cao và quay trở lại. Các em hãy làm cùng với cô nhé. Sẽ giới thiệu với các em một bài hát có liên quan tới lá cờ. Bài hát Lá cờ Việt Nam, nhạc và lời của nhạc sĩ Lý Trọng, Đỗ Mạnh Thường. Hai nhạc sĩ Lý Trọng, Đỗ Mạnh Thường sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có rất nhiều các sáng tác viết cho thiếu nhi và đặc biệt trong đó có bài Lá cờ Việt Nam với giai điệu vui tươi, dễ học, dễ thuộc mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Các em thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu từng câu của bài hát thì cô mời các em nghe bài hát mẫu nhé. Việt Nam. Bây giờ cô mời các em nghe cô đọc lời ca của bài nhé.
trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Các em thân mến, trong phần học hát từng câu, mỗi câu hát cô sẽ hát mẫu một lần. Lần thứ hai các em sẽ nghe đàn giai điệu, và lần thứ ba chúng ta sẽ hát cùng với cô và đàn nhé. Chúng ta bắt đầu câu thứ nhất. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi. Cô mời các em hát cùng nhạc và cô nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi. Rất tốt. Câu thứ hai. Giữa nền đỏ có ngôi sao vàng. Chúng ta hãy hát câu thứ hai theo nhạc nào. Giữa nền đỏ có ngôi sao vàng. Sau khi đã hát xong câu 1 và câu 2, cô và các em sẽ cùng ghép câu 1, câu 2 nhé. Các em hãy nghe cô thực hiện trước. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng. Cô mời các em nghe giai điệu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép câu 1, câu 2 nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng. Chúng ta cùng tìm hiểu câu thứ 3. Sao năm cánh huy hoàng biết bao. Mời các em nghe giai điệu. Chúng ta hãy thực hiện lại câu 3 nào. Sao năm cánh huy hoàng biết bao. Rất tốt. Bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng ghép từ câu 1 đến câu 3 nhé. Cô thực hiện trước, các em hãy cùng lắng nghe. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao. Mời các em nghe nhạc. Và bây giờ các em sẽ thực hiện cùng với nhạc và cô nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao. Rất tốt. Chúng ta cùng tìm hiểu câu thứ tư nhé. Đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Cô mời các em nghe nhạc. Chúng ta hãy cùng ghép nhạc câu thứ tư nhé. Đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Vậy là chúng ta đã cùng học xong 4 câu hát của bài Lá cờ Việt Nam rồi đó. Bây giờ cô và các em sẽ cùng ghép lại toàn bộ lời ca của bài nhé. Các em hãy nghe cô ghép lời ca trước nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Cô mời các em ghép cùng với nhạc và cô nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao năm cánh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Rất tốt. Bây giờ cô mời các em ghép toàn bài với nhạc không lời nhé. Lần đầu tiên
cô sẽ ghép mẫu trước. Lần thứ hai, cô sẽ không hát nữa, mà chúng ta sẽ tự hát nhé. Chúng ta sẽ cầm và quay cái lưng phách lên trên, tay phải mình quay lưng phách xuống dưới. Bây giờ cô sẽ làm mẫu câu 1 nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi. Cô làm lại một lần nữa, các em quan sát nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi. Các em lưu ý, nếu như trong tay mình không có thanh phách thì mình cũng có thể dùng đôi bàn tay của mình để vỗ đệm theo phách. Các em hãy làm theo cô toàn bài nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, giữa nền đỏ có ngôi sao vàng, sao nằm quanh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Rất tốt, các em ai cũng làm được đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hát kết hợp với gõ phách, cùng với mình sẽ làm với nhạc không lời nhé. Chuyển sang nội dung thứ ba, đó là trải nghiệm và khám phá, vận động theo tiếng đàn. Ở nội dung này, cô sẽ hướng dẫn các em vận động theo tiếng đàn của bài hát Lá cờ Việt Nam. Chúng ta có thể làm động tác vỗ tay nghiêng qua trái, vỗ tay nghiêng qua phải khi hát. Các em hãy quan sát cô làm và thực hiện theo nhé. Trong lá cờ phấp phới đẹp tươi, nên đỏ có ngôi sao vàng, sao nằm cánh huy hoàng biết bao, đẹp vô cùng lá cờ Việt Nam. Các em thấy có đơn giản không nào? Chúng ta hãy cùng thực hiện nhiều lần để làm tốt hơn nhé. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong tiết học ngày hôm nay rồi. Các em nhớ nhé, mỗi thứ hai đầu tuần mình chào cờ. Các em hãy đứng tư thế nghiêm trang, mắt hướng về lá cờ nhé. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.